lãnh đạo Bộ Công an hiện nay. 1. Đại tướng Tô Lâm, năm sinh 1957, quê quán Văn Giang, Hưng Yên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng. 2. Thượng tướng Lê Quý Vương, năm sinh 1956, quê quán Đoan Hùng, Phú Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. 3. Thượng tướng Bùi Văn Nam, năm sinh 1955, quê quán Vụ Bả, Nam Định. 4. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, năm sinh 1957, quê quán Hoa Lư, Ninh Bình. 5. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, năm sinh 1962, quê quán Kim Sơn, Ninh Bình. 6. Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, năm sinh 1961, quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng. 7. Trung tướng Lương Tam Quang, năm sinh 1965, quê quán Kim Động, Hưng Yên. 8. Trung tướng Nguyễn Phi Ngọc, năm sinh 1964, quê quán Kim Động, Hưng Yên. 9. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, năm sinh 1966, quê quán Phong Điền, Thừa Thiên Huế. 10. Thiếu tướng Lê Tấn Tới, năm sinh 1969, quê quán thành phố Cà Mau.